Năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng, Đảng bộ quân sự huyện tặng giấy khen. Kết quả này là động lực để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Theo đó, Đảng ủy, Chỉ huy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng và cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến, tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, triển khai cho các cái tổ chức đảng, đảng viên viết bản cam kết thực hiện, hoàn thành thắng lợi các cái nghị quyết của trên và theo cái chức trách nhiệm vụ được giao. Gắn thực hiện phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện cái chủ đề công tác năm của Bộ Quốc phòng và của tỉnh ủy Ninh Bình là về giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Với chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ chiến sĩ đã xác định cho mình những nội dung, hình thức, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Từ đầu năm đến nay, nhiều nhiệm vụ đã được đơn vị triển khai có chất lượng như duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt thời gian này, đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 tới. Trong nhiệm vụ huấn luyện thì đã tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy và triển khai xây dựng các hướng dẫn cho cơ quan và đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về sổ sách, giáo án và hệ thống về mô hình học cụ để bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 sắp tới. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao thì bản thân cái trước tiên là nâng cao tinh thần tự học tự rèn để nâng cao cái phương pháp bản lĩnh tác phong công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là trên cương vị của tôi là phụ trách cái nội dung tuyển quân tuyển sinh thì nghiên cứu các cái văn bản về luật cũng như là các cái văn bản chỉ thị cấp trên, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy chỉ huy Ban Chỉ huy huyện để xây dựng các cái văn bản kế hoạch sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào thi đua quyết thắng ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn đã được cán bộ chiến sĩ hưởng ứng bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đây, trách nhiệm của mỗi cá nhân ngày càng nâng lên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.